Chào toàn thể bà con và các bạn. Đã rất chi là lâu rồi, hôm nay tôi mới lại trở lại với bà con và các bạn về cái hình ảnh của cái cây kim tiền. Cái cây kim tiền này đã được tôi tách chậu và sang chậu cách đây khoảng gần 2 tháng. Nó có rơi vào tầm nó khoảng già tháng rưỡi một chút. Thì nó cũng bị một cái tình trạng là như thế này bà con này. Gốc vẫn phát triển bình thường, rễ vẫn ra rất chi là nhiều. Thế nhưng mà những cái lá già cũ này là nó không phát triển thêm nữa, nó không xanh thêm nhiều, nó không lớn thêm và nó không mọc ra thêm được một cái mầm nào cả, và có một cái số cành già nó còn bị héo đi. Ở đây là một cái lỗi, tôi nói riêng là lỗi của tôi, và cái thứ hai nữa là cũng là một cái lý do mà rất nhiều bà con gần đây, bà con và các bạn gần đây đã hỏi tôi ở trên trang cá nhân của mình cũng như là trên mạng YouTube. Thì tôi rất chi là biết về vấn đề này, nhưng mà thời gian vừa rồi mải mê cho cái việc mà trồng và chăm sóc cây mít và hướng dẫn cho bà con về cái cây mít, với lại tôi cũng mải mê tập trung vào làm cái kênh giải trí của tôi là cái kênh Quế Nghịch TV, thì không có thời gian làm cho bà con xem được. Thế nhưng hôm nay rảnh rỗi thì mới lại cũng gần Tết rồi, bây giờ là vào mùng 9 tháng 11 âm lịch thì cũng đã gần Tết rồi, thì tôi cũng muốn dở cây này ra để mà chăm sóc nó thêm một chút, để hy vọng là Tết này nó sẽ phát triển được đẹp để nó có thể là làm cái cây trưng Tết được. Thế nhưng mà xin thưa với bà con, bây giờ tôi đưa bà con lại gần hơn, tôi sẽ chia sẻ kỹ càng hơn một chút nữa. Thưa với bà con, sáng nay thì tôi có nhấc cái cây kim tiền này ra rồi. Trong lúc nhấc ra thì tôi mới lại phát hiện ra một cái vấn đề, thì tôi bắt đầu mới lại ghi hình lại cho bà con. Đây là toàn bộ đá mà tôi đã bỏ ra này, và đất là tôi đã moi đi này. Cái cây kim tiền này khi mà tôi trồng nó sang chậu nó thì tôi vùi đất đến tận đây bà con này. Đấy. Thì thực sự là tôi vùi nó quá cao, thì đâm ra là nó bị nghẹn cây nữa. Thứ nhất là nó bị nghẹn cây. Thì bây giờ tôi mới nhấc ra để tôi xem tình hình, xem cái bộ gốc, bộ rễ của nó phát triển như thế nào. Thì xin thưa với bà con là cái rễ và cái gốc của nó phát triển rất chi là tốt, chỉ có mỗi cái cành này nó không phát triển được thôi. Còn cái mầm nó chưa ra thì tôi đã hiểu cái nguyên nhân của nó rồi. Cái mầm của cây kim tiền này thường thường là người ta chăm sóc là vào độ khoảng cuối tháng 12 bắt đầu nó mới phát triển ra mầm, và đến đầu tháng giêng, hết tháng giêng và sang tháng 2 là vào cái mùa xuân thì cái mầm của cái cây kim tiền này bắt đầu nó mới đâm mạnh. Thì thường thường là nhà vườn người ta chăm sóc những cái cây này nè, chăm sóc ở cái thời điểm mà ra giêng cái là người ta đã chăm sóc rồi để người ta dành cây cho cái năm sau. Còn bây giờ bà con mình chăm sóc cái cây này để dành chơi Tết thì thực sự là hơi bị khó khăn một chút. Thế nhưng mà dù sao chúng ta vẫn rất chi là mừng vì cái cây kim tiền của chúng ta không phải là nó chết mà cũng không phải là nó hỏng. Thì bà con có thể nhìn thấy đây, tôi đưa máy gần hơn cho bà con thấy là khi chúng ta sang chậu cây kim tiền thay đất cho nó thì nó phát triển như nào. Thì bà con có thể nhìn thấy đây, rất nhiều là nhiều cái rễ trắng này bà con này. Ở những cái rễ này là rễ mới ra nhé bà con nhé. Tôi bới sâu hơn một chút này cho bà con có thể dễ nhìn hơn. Đây bà con nhìn thấy chưa, rất nhiều những cái rễ trắng mới ra này, rất nhiều luôn. Đây ạ, bên này cũng vậy, rất nhiều những cái rễ trắng. Cái cây này cái gốc nó phát triển bình thường. Đây tôi sẽ nghiêng lên cho bà con xem, bà con thấy chưa, cái rễ nó phát triển rất bình thường. Đây là tôi cái gốc này bà con có thể nhìn thấy là trước là tôi trồng sát chôn chậu quá, thì bây giờ tôi mới nhấc lên thì tôi mới cho thêm đất vào bên dưới, tôi đặt cái gốc kim tiền này lên cao hơn để cho nó khỏi bị nghẹn gốc. Đấy, thì tôi hy vọng là nó sẽ phát triển được bình thường. Thì đây là một cái nguyên nhân, tôi nghĩ là nguyên nhân chính làm cho cái cây kim tiền của chúng ta là không phát triển được. Về còn lại cái thứ hai nữa là nó chưa đến cái mùa của nó đâm nọc bà con nhé. Bà con hoàn toàn là không nên vội vàng và có thể yên tâm. Nếu như phải cây kim tiền của bà con mà nó trồng lâu quá rồi thì bà con hãy cứ thay đất bình thường. Và thay đất là bà con rút kinh nghiệm là thay làm sao mà khi chúng ta trồng ấy, chúng ta cho lổi gốc lên, đừng cho sâu sát chôn chậu quá. Bên trên này khi chúng ta cho lổi mà những cái cành này nó yếu ấy, nó ngả nghiêng ấy, thì bà con chèn sỏi này lên trên này. Đấy, thì cái cây kim tiền nó sẽ phát triển được bình thường. Và những cái cành già, lá già này nhé, bà con cắt hết nó đi. Đây bà con này, ngày xưa tôi trồng tôi cũng đã cắt rồi, thì để trông mong nó ra những cái lộc mới, nhưng mà nó vẫn chưa ra bởi vì bây giờ nó vẫn chưa đến cái mùa của nó. Đây bà con này, nó là một cái dòng cây thân củ. Thì cây thân củ thì tôi làm nhà lông thì tôi biết, những cái cây thân củ thì thường thường nó có cái mùa của nó. Cứ đến cái mùa bắt đầu chuyển sang rét là bắt đầu cây thân củ là nó giữ lại dưỡng chất, nó không phát triển ra cành ra lá nữa mà nó dồn hết vào củ bà con ạ. Ví dụ những cái cây khoai lang thế, vào cái mùa rét này này là đến cái mùa thu hoạch củ rồi ấy, thì là lá nó gần như không phát triển mà nó còn nụi lá đi ấy, thì nó sẽ giữ lại cái củ của nó để bắt đầu ra riêng.
ra riêng, nếu mà điều kiện thuận lợi thì bắt đầu cái lá này nó sẽ chết hẳn. Đấy là riêng về cái cây cây khoai lang, lá này nó sẽ chết hẳn, nó chỉ còn lại những cái lá già và nó đâm ra những cái chồi mới, thì bà con hoàn toàn có yên tâm. Bởi vì là đây bà con nhìn thấy đây, rất chi là nhiều cái rễ non này. Bây giờ tôi dội nước vào cái này, bà con nhìn thấy ngay rễ rất chi là non và trắng. Thì bây giờ chúng ta cứ hoàn toàn yên tâm và chăm sóc nó bình thường. Chúng ta cắt hết những cái cành ấy này đi này, những cái cành già này đi này. Những cành nào bà con cảm thấy mà nó già ấy thì bà con cắt nó đi, không để làm gì cả, cắt bớt nó đi. Đấy, cái cành này sao chúng ta lại có việc mà của nó mà chúng ta lại ươm ra thành một cái cây mới. Những cành nào không cần thiết bà con cắt hết nó đi. Bà con nhìn thấy chưa, rễ nó rất chi là nhiều này. Đấy, đây bà con thấy chưa, rễ đây. Cây này nó phát triển bình thường, chỉ có một cái điều là đây bà con nhìn thấy rễ chưa, rất nhiều rễ mới đã ra từ lúc mà tôi sang chậu. Đây, cái vế bên này bà con nhìn thấy rõ ràng thấy rễ luôn. Đây, đấy, rễ đấy. bà con hoàn toàn yên tâm nhé, bà con hoàn toàn yên tâm, cứ chịu khó chờ đợi một chút thôi, đến mùa nó sẽ ra, là vào sang riêng ấy, vào tháng riêng với lại vào mùa xuân thì cái cây thân củ này bắt đầu nó mới lại là phát ra cành. Đây bà con này thấy mầm chưa, để tôi thổi đi nhá. Đây là một cái mầm này bà con này, đây là một cái mầm ở ngay cạnh cái cành mà tôi vừa cắt đi. Đấy, nó đã bắt đầu ra mầm rồi đấy, không phải nó không ra đâu mà nó đang bắt đầu ra này. Đây bà con nhìn thấy chưa, mầm nhú này. Đấy, đây là một cái mầm này, thế là chúng ta hoàn toàn yên tâm rồi này. Rễ xanh tốt như này cơ mà, đây bà con nhìn này, ôi rất nhiều mầm nhé. Ở đây là rễ, đây là rễ mầm nó sát ở trong cái thân này này. Đấy, rồi như thế là chúng ta đã yên tâm rồi. Bà con cứ yên tâm đi, không phải lo là cái cây nhà mình bị chết đâu. Bà con nếu mà bà con đã thay đất được rồi thì bà con hoàn toàn yên tâm. Còn nếu mà phải mà bà con thay đất mà để cho cái cây này nó bị quá sâu thì bà con hãy nhấc cao lên, nổi nó lên một chút. Chúng ta cắt hết những cành già này đi. Những cái cành già quá chúng ta cắt hết đi, không để làm gì cả. Cành này là đến cái mùa của nó cũng sẽ tự hám lại để nó phát triển vào củ mà. Cái cây thân củ thì nó là như vậy. Sau nữa thì tôi sẽ chỉ cho bà con một cái cách này nữa. Cái cách này thì đúng ra là tôi cũng định không muốn dùng đâu, bởi vì nó là cái cây phong thủy. Thì mình không nên sử dụng những cái loại phân bón phân chuồng, bởi vì là cái phân chuồng thì nó không sạch sẽ gì cả, nó bẩn thỉu. Thì mình không thể trồng cho cái cây phong thủy được. Còn nếu như mà dùng được phân chuồng thì tôi xin hứa cho bà con là chỉ cần một tháng sau được sang đầu sang riêng là cây này của tôi phát lộc, phát mầm ầm ầm luôn. Nhưng mà tôi không dám dùng. Còn nhà vườn thì không biết là khi người ta trồng ấy, người ta thay đất cho bà con người ta có dùng không thì tôi không biết. Nhưng mà nếu mà để dùng ấy, thì đây cái mầm này, trong này có cái mầm này. Nếu mà để dùng thì chúng ta dùng cái loại phân gà ấy. Cái phân gà mà đã được ủ khoảng 1 tháng trời ấy, bà con nhé. Cái phân gà mà được ủ 1 tháng trời thì cực kỳ tốt luôn, dưỡng chất nó cực kỳ mạnh luôn. Nếu như nhà vườn người ta dùng ấy, người ta sẽ lấy cái phân gà người ta ủ 1 tháng rồi này, xong người ta mang ra người ta hòa ra nước, người ta bỏ hết cái bã phân gà đi bà con ạ. Người ta lấy đầu cái nước của cái phân gà ủ đấy hòa tan đấy nhá. Người ta tưới vào cái hỗn hợp của cái giá thể này này, tưới vào hỗn hợp đất này này, để chúng ta trồng cái cây kim tiền này nó đâm mầm mạnh lắm mà nó phát rễ kinh khủng luôn. Bà con không biết gì, riêng cái phân gà mà được ủ rồi mà bón cho cây trồng tất cả các loại cây nó cực kỳ tốt luôn. Đấy, thế nhưng mà về cái đất này thì tôi không sử dụng đến phân gà, và thật sự là biết là nó tốt nhưng không dám sử dụng đến. Bởi vì mình không muốn trồng cái cây để trong nhà mà chỉ sử dụng đến phân gà. Đấy, đâm ra là tôi có sử dụng cái loại đất này, tôi đã làm một clip rồi, là gồm có chấu này, cho bếp này và bèo tây khô mục trộn với nhau, một chút vôi và đất pha cát bà con nhé, trộn lẫn với nhau thành một cái loại đất mà nó giàu dưỡng chất. Đấy, nó chỉ thiếu mỗi phân chuồng thôi. Đấy, cho nên bà con hoàn toàn yên tâm là cái cây nhà mình là vẫn phát triển bình thường, chỉ có cái điều nó chưa đến mùa ra mầm. Và cái thứ hai nữa là mình đừng nên so sánh với nhà vườn. Nhà vườn người ta sử dụng rất nhiều các cái loại thuốc hóa học kích rễ, kích mầm, và có khi người ta sử dụng cả phân chuồng nhưng mà mình không biết. Đấy, cho nên là vì sao cái cây về nhà mình nó không phát triển được, nó chỉ phát triển khi mà mình mới mua thôi, còn về sau nó không phát triển được thì nó là cái lý do đấy. Thế nhưng mà đây tôi chăm sóc thì cái rễ nó đã phát triển rất là đẹp đây. Đấy, bà con hoàn toàn yên tâm. Bây giờ tôi sẽ vùi nó vào nhé. Sau khi mà lâng cao lên rồi tôi sẽ vùi lại nó vào, rồi tưới nước bình thường. Đấy, tôi sẽ tưới nước bình thường. Và có một cái loại này nữa bà con này. Bà con hãy đi tìm mua cái phân xanh ấy, cái phân xanh lâm thao ấy,
không phải là cái phân ba màu đâu nhá bà con nhé. Cái phân xanh nâm thao, cái phân đấy tưới cho cây thì không bao giờ chết. Còn cái phân ba màu bà con mà không biết tưới là chết cây ngay. Thì bà con hãy ngâm cái phân nâm thao. Ví dụ một cái cây này bà con ngâm một cái vốc như này này, bà con ngâm khoảng nửa ngày trời cho nó tan hết ra. Rồi bà con tưới sát cái thành chậu này, này, đừng tưới thẳng vào gốc, tưới sát cái thành chậu này. Hòa loãng ra, tưới sát thắt vào thành chậu. Thì để cho nó ngấm, nó thẩm thấu vào đất này thì sau cây nó sẽ lấy dưỡng chất nó ăn dần. Thì cây nó sẽ phát triển. Đấy, còn nếu bà con nào mà cây kim tiền nó không để trong nhà mà để ở ngoài sân ấy, thì bà con hoàn toàn có thể yên tâm rằng là chúng ta có thể sử dụng được cái phân gà. Thế nhưng mà chúng ta ủ cái phân gà trong vòng 1 tháng, rồi chúng ta hòa cái phân gà với nước. Hòa cái phân gà, mà cái phân gà nó trộn với chấu ấy bà con à. Phân gà thường thường là người ta hay rắc chấu vào chuồng gà để cho nó quấn với phân với lại để cho nó sạch sẽ. Thì chúng ta lấy cái đấy, chúng ta hòa ra nước, chúng ta nọc cái bã bỏ đi, rồi chúng ta tưới cái nước đó vào trong cái này. Đấy, thì đối với những cái bà con mà không để cái cây kim tiền ở trong nhà mình, còn nếu như bà con để trong nhà mình thì thôi, không cần sử dụng cái phân đấy. Mặc dù biết nó rất chi là tốt, chúng ta có thể sử dụng cái phân bón lâm thao, phân xanh ấy. Rồi và cái đất này bà con làm theo y như lời tôi nói là cho những cái đây rễ bèo đây, bà con nhìn thấy chưa, đấy cái cả cái cây bèo luôn nhé. Chấu cho vôi một chút vôi, thế là thành một cái hỗn hợp đất cực kỳ tơi xốp và tốt. Chúng ta có thể là dành để bón cho cây kim tiền, thay và sang chậu cho nó. Thì bây giờ tôi sẽ vùi nó vào và tưới cho nó bình thường. Tôi cũng vẫn không tưới phân gà đâu, bởi vì cái cây này là tôi để trước cửa. Đấy. Thì chắc chắn là sang riêng là nó sẽ đâm mầm và phát triển bình thường thôi. Đây là cái mùa rét, cái mùa mà cây nó đang ngủ đông, nó không phát triển ra cành ra lá đâu bà con ạ. Bà con không nên vội vàng làm gì cả. Bây giờ bà con xem được clip này của tôi thì cũng đã thực sự là đối với chúng ta cũng đã là muộn rồi. Chúng ta phát hiện ra nó như thế là đã muộn rồi. Chúng ta không thể nào mà làm cho nó từ dần Tết có một cái cây đẹp được đâu. Chúng ta làm bây giờ là để ra sang năm sau chúng ta chơi thôi. Đấy. Thì thôi, bây giờ tôi trồng lại cây kim tiền này. Thì clip của tôi xin tạm dừng ở đây. Hy vọng là giúp ích được cho bà con trong cái việc mà trồng và chăm sóc cái cây kim tiền bà con nhé. Chào tất cả bà con và hẹn gặp lại ở clip sau ạ.